Vâng, xin chào tất cả các bác và các anh em trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay ngày 13 tháng 3 em tiếp tục lên cho các bác 4 cặp loa và một bộ dàn và một cục giải mã. Rồi, chi tiết em sẽ giới thiệu từng sản phẩm một nhé. Đầu tiên là cái cặp loa Onkyo D032AX. Đây, nó thiết kế một cái bát 13 và một cái chép đôm. Cái cặp loa này phân tần rất là lớn nhá. Loa này thì em đã làm viền rồi, cái dòng này nó sản xuất đời trước nên là phải làm viền màu đen đen với cái cặp đa phân số, những cặp kiểu màu đen đen kiểu này này thì là đã làm viền nhá. Đây, em quay phía sau này. Cặp loa này còn rất là đẹp. Đó. Loa này 70W 6 ohm. Số series nó là 6302. 6302. Đó. Có e căng đầy đủ nhá, e căng đẹp luôn á, em vừa vứt đằng kia. Cặp loa này em bán với giá 1,1 triệu nhá. 1,1 triệu. Cho anh em về chơi phòng, cái này nghe hay lắm á. Chơi phòng là làm, có thể làm loa lời hát karaoke cũng được. 1,1 triệu. Rồi, tiếp theo cái cặp loa tiếp theo này. Thì cặp loa này là Onkyo D02A. Thì nó cũng thiết kế một cái bát 13 giống bên này thôi, nhưng mà thùng nó hơi nhỏ hơn một chút. Cũng một cái mic chép đôm nhá. Cái loại này thì viền zin luôn, viền zin bên đó về đẹp cực kỳ luôn. Đây, phía sau đây. Quay phía sau cho anh em. Đây, cặp loa này thì cũng 70W nhưng mà nó là 5 ohm. Số series này có 3301 nhá. Cặp loa này cũng có e căng đầy đủ nhá. E căng em vứt bên kia, đẹp, e căng đẹp chứ không phải đấy. Cặp loa này bán giá 900k nhá. 900k một cặp loa. Cặp loa này chơi âm đi thoải mái, âm đi cũng chơi được luôn nhá. Sức chịu nó tới 70W mà. Chơi rất là tốt luôn. Anh em nào chơi qua mà biết đấy. 900k. Rồi tiếp theo sang đây có một bộ dàn Victor, có tên model là UXZ2 nhá. Loa thiết kế 3 đường tiếng. Thì cặp thì bộ dàn này thì nó về thì nó không có chạy CD không chạy nhá, nhưng mà nó bù lại nó có USB AUX và có thể mở rộng Bluetooth được nhá. Cái lưới ở đây, lưới thì nó cũng có một vài vết hơi rách rách ở góc này. Nghe cặp này nghe bát rất là hay nhá. Và em vẫn chưa yêu người, một người đến sau anh lại hạnh phúc hơn anh vì đã có em. Có biết anh đã yêu bao nhiêu người luôn giữ trong tim mà đâu dám nói. Cái bát này của nó khoảng 12 á. Đây, phía trên nó có cái cassette, như mình những thứ này em cũng test nhé. Đây này, phía loa sau này còn rất là đẹp, vuông đành sát cạnh. Bộ dàn này nếu mà nó chạy ở CD bình thường thì bán khoảng 1,5 triệu, nhưng mà CD không đọc, bán cho anh em nào chơi AUX và USB và mở rộng Bluetooth được nhá. 1 triệu cho anh em nhá. 1 triệu. Bộ dàn 1 triệu nhá. À, cái bộ dàn này thì nó bị cái chỗ này là cái miếng nhựa. Đây, bóng bóng này là miếng nhựa, nó bị nứt một tí ở đây này. Không ảnh hưởng gì nhá, nó là nhựa thôi. Đó, rất là đẹp luôn nhá. 1 triệu nhá. Tiếp theo, cái cặp loa tiếp theo là cặp loa DS9GX. Đây anh em nhìn thấy viền zin. Cái bát, những cái bát mà nó ấy này là rất là dòng kiểu cao cấp, nó mới có bát kiểu này nhá. Chép đôm. Cái bát này khoảng 15 nhá. Dòng đời đầu 9 mà. Đó. Đây, phía trên đây, phía trên thì phía sau là một tí chày, nó không đáng kể đâu. Sau này nữa này. Đấy, còn rất là đẹp. CD của nó là 9156 nhá. Loa của nó là con này sản xuất nhập Japan. Ít loa sản xuất Japan lắm. 70W 4 ohm. Đó.
Loa này thì trùng CD luôn nhá, có lưới đầy đủ. Cặp nghe bát rất là ấm luôn, đời cao. Cặp loa này em bán với giá 1,2 triệu nhá, 1,2 triệu cặp loa này nhá. Cặp loa bán 1,2 triệu là cực kỳ rẻ, bởi vì nó hơi chảy chảy xíu này. Trước em toàn bán 1,3 triệu, 1,4 triệu không à. 1,2 triệu S9 GX nhá. Rồi, tiếp sau sau cặp loa này thì có một cặp loa này, cặp loa em vừa mới để đây, anh em quay chi tiết cặp này. Cặp này cực kỳ đẹp, lưới đầy đủ, thả lưới đây. Đây anh em xem cặp loa này nó đẹp mà nó rất là sâu nhá, lớn sâu. Đây, nó có một cái đế màu đen phía sau này. Loa của nó tên model DN80E4 70W, có CC là 16551 nhá. Cái cặp loa 80E4 này này thì là cặp loa một cái phiên bản thường thì nó chỉ có những cái cặp loa N7 N9 thôi. Như một cái xong sau nó sẽ sản xuất một thêm cái phiên bản này, phiên bản này giới hạn thôi nhé, đời cao cấp, rất là đẹp luôn. Loa này nó làm cái thùng lớn hơn loa kia một chút, nó ra cái bát lớn hơn. Đây, cái lỗ thông hơi nó cũng lớn này. Đây anh em xem này, đó, cặp loa rất là đẹp. Phiên bản này phiên bản ít, anh em ít khi nghe thấy cặp loa tên như này vậy đúng không? Nó làm thêm ấy, phiên bản làm thêm của mấy dòng N7 N9 ấy. Phiên bản đặc biệt, kiểu thương phiên bản đặc biệt. Còn rất là đẹp nhá. Cũng bắt lõm này, bắt là 14. Rồi. Cặp loa này em bán với giá 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu cặp này cũng cực kỳ là rẻ, bởi vì N7 em cũng đã bán 1,5 triệu rồi. Nhưng cái phiên bản này thì là phiên bản lớn, cái bản lớn hơn một xíu. Phiên bản nó làm thêm, phiên bản đặc biệt đấy. Cho nên là tiếng nó sẽ khác. 1,5 triệu nhá, em bán đại cho anh em 1,5 triệu rất là đẹp nhá, lưới đầy đủ. Rồi cặp loa này N80E4 1,5 triệu. Còn rất là đẹp nhá. Rồi cuối cùng là một cái cục giải mã CD chạy tốt. Anh em nào hiện tại cắm hơi sai em không cắm. Có một cái thớt, thêm một cái thớt. Cặp bộ này là 373, nó thêm một cái thớt cassette nhé. CD chạy tốt nhé. Anh em nào mua thì em gửi cái video test CD cho. Đây phía sau này, cái bộ dàn này, đây cổng quang in này, một cái cổng vào và một cái cổng ra để dùng giải mã cho cái âm ly mới, âm ly khác nhé. Nó giải mã không cần mồi nhá. Số CD 66 6611. Này giải mã không cần mồi luôn nhá. CD chạy tốt nhá. Hình thức còn ok. Cái cassette này á thì em thấy vào thế chạy, nhưng mà em không dành cassette này trong người gấu lắm. Thêm một cái thớt cassette này, em bán 1,2 triệu nhá. Bình thường cái cục này em bán 950 ngàn rồi. Giải mã không cần mồi, CD tốt, thêm cassette này. 1,2 triệu anh em nhá, 1,2 triệu cái cục này. Chơi những cái bát khoảng 16 đổ về đánh thoải mái luôn nhá. Nếu cái mấy cái loa mà là cổ, kể cả bát 25 cũng chơi được. Nhưng mình về dùng để đầu CD này, làm công suất này, giải mã không cần mồi này, đó. 1,2 triệu nhé. Rồi vừa rồi em giới thiệu cho các bác 6 sản phẩm. Đầu tiên là một cặp loa D032AX 1,1 triệu. Cặp loa tiếp theo là cặp loa D02A 900 ngàn. Một bộ dàn CD không đọc nhưng mà USB chạy tốt nha. Đó, bộ dàn Victor 1 triệu. Một cặp loa S9GX đầu 9 nha, 1,2 triệu. Và một cặp loa N80E4 là phiên bản đặc biệt của cái phiên bản N7, N9 ấy. Em bán 1,5 triệu nha.
và một cái cục Sony giải mã 373 và một cái thớt cassette. Thì em bao cái đầu kia, đầu chạy CD tốt, OX ok, công suất tốt nhá. Cái đầu cassette thì em thấy nó chạy nhưng mà em không có cắm thử. Thì 1,2 triệu nhá. Rồi, bác nào có nhu cầu sản phẩm nào thì alo cho em nhá. Ngày hôm nay là ngày 13. Rồi, cảm ơn các bác vừa xem video. Bác nào mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký ủng hộ em nhé, chia sẻ giúp em nhé. Em sẽ lên sản phẩm mới thường xuyên, ngày nào cũng là sản phẩm mới nhé, bởi vì nhà em rất nhiều cái đồ này. Tết bây giờ em về khoảng 250 bộ này cơ, 200 món. Bán cả tháng hơn 2 tháng mới chưa hết, rất là nhiều. Chưa có dọn được thì chưa bán thôi, em bán dần cho anh em coi anh em mua nhé. Rồi, chào tất cả anh em và các bác.